Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay Thế xin chia sẻ với anh chị về bản tin thị trường tuần từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 năm 2023. Thì chúng ta thấy rằng đó là trong tuần vừa qua là thị trường của chúng ta cũng đã có những cái sự hồi phục và những cái phiên đầu tuần khá là tốt. Tuy nhiên là phiên cuối tuần vừa qua thị trường của chúng ta giảm điểm khá là mạnh, kết hợp với đó là khối lượng gia tăng so với mức trung bình. Và chiều của phiên thứ 6 ngày vừa qua thì chúng ta thấy rằng thông tin và tiêu cực về VinFast đã lan tỏa, làm cho áp lực bán cũng xảy ra rất là mạnh và khối lượng cũng gia tăng mạnh so với mức trung bình. Thì về hiện tại thì chúng ta thấy được gì ở trong tuần vừa qua? Thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua là khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trong những cái phiên vừa qua và áp lực bán vẫn tác động tiêu cực đến tâm lý của nhà đầu tư. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn chưa thấy cái sự xuất hiện của dòng dẫn dắt thực sự thị trường trong giai đoạn này. Và rất nhiều các cổ phiếu đang bắt đầu có những cái dấu hiệu bị bán như dòng bất động sản này, chúng ta thấy rằng dòng chứng khoán này hoặc dòng thép cũng đã bị bán ở trong thời gian vừa qua. Và bên cạnh đó là cuối phiên cuối tuần vừa qua thì những cái cổ phiếu penny hay là những cái cổ phiếu nhỏ thì lại có xu hướng tích cực hơn, nghĩa là dòng tiền đang từ xu hướng của sang từ các cổ phiếu vốn hóa lớn sang các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn. Và cuối phiên chiều thì chúng ta thấy rằng cái áp lực bán cũng đã xảy ra rất mạnh và kết hợp với khối lượng ở mức gia tăng rất là lớn. Vậy kịch bản ở trong tuần tới như thế nào? Thì Thế đánh giá rằng, nghĩa là khi thị trường đã xuất hiện một cái phiên giảm điểm mạnh như này, kết hợp với khối lượng gia tăng ấy, thì để thị trường có thể tăng trở lại thì sẽ mất thời gian. Và thời gian có thể sẽ tính theo tuần và thị trường cần phải cân bằng trở lại trước khi mà có thể duy trì một cái đà tăng mới. Thì hiện tại sẽ có hai kịch bản mà Thế đánh giá có thể xảy ra trong thời gian tới, và chúng ta phải quan sát những cái phiên đầu tuần và quan trọng đó là những cái phiên thứ hai, thứ ba trong tuần tới. Đầu tiên là nếu mà thị trường của chúng ta đi theo những kịch bản đó là cái ngưỡng mà các anh chị cần phải quan sát chặt chẽ trong tuần vừa trong tuần sau đó là mốc 1075 và mốc 1080 điểm. Lý do đó là những cái phiên đây là một cái phiên bùng nổ theo đà. Như Thế đã chia sẻ với các anh chị, đây là một cái phiên xác nhận bùng nổ theo đà. Nếu thị trường của chúng ta vẫn duy trì và không làm cho cái cây bùng nổ theo đà này bị thất bại, nghĩa là cái cổ phiếu và thị trường của chúng ta không đóng cửa mức dưới cái vùng gọi là 1075 đến 1080 thì đó là những cái trạng thái tích cực. Còn nếu mà thị trường vẫn tiếp tục giảm điểm mạnh kết hợp với khối lượng gia tăng thì cái phiên bùng nổ theo đà như thế này là một cái phiên thất bại, và như vậy có thể là thị trường sẽ mất rất nhiều thời gian để cân bằng trở lại. Thế nên là cái việc mà chúng ta sẽ cần phải quan sát chặt chẽ ở trong tuần tới đó là cái mốc 1070 và mốc 1075 điểm. Và nếu thị trường của chúng ta về cái ngưỡng này 1075 và 1080 là thị trường của chúng ta tích lũy trở lại, và các anh chị thấy rằng khối lượng bắt đầu thấp, thì khi mà thị trường hồi phục tăng trở lại thì đó sẽ là những cái cơ hội để cho chúng ta có thể tham gia và tìm những cái điểm mua mới của cổ phiếu, cũng như là điểm mua mới để chúng ta gia tăng tỷ trọng trong thời gian sắp tới. Theo Thế đánh giá là để thị trường có thể, nếu mà đi theo cái kịch bản tích cực như này thì chúng ta sẽ bắt đầu quan sát rất chặt chẽ vào từ thứ tư, thứ năm, nghĩa là vào những cái phiên cuối tuần ở trong tuần tới, để chúng ta xem xét là chúng ta có giải ngân được hay không, và xem xét những cái dòng mạnh chẳng hạn như vừa qua như là dòng bất động sản, dòng thép diễn biến ra sao và như thế nào. Cái điều tích cực ở trong phiên thứ 6 vừa qua ấy, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái cổ phiếu của dòng chứng khoán là không bị giảm sàn, thì đó là một trong những điều tích cực. Nhưng mà vấn đề khi mà xuất hiện những phiên khối lượng lớn như này thì thông thường là thị trường sẽ mất thời gian để cân bằng trở lại nhé, lưu ý với tất cả các anh chị. Và chúng ta cũng có những cái thông tin mà đó là VinFast đã đính chính lại những cái thông tin đó là cái việc mà VinFast đã việc mà bị kiện tụng ở trên sàn thị trường chứng khoán ấy là chuyện bình thường. Chẳng hạn như những cái doanh nghiệp hàng đầu chúng ta thấy rằng như là Facebook cũng bị, đúng không ạ? Apple thì cũng thường xuyên là bị kiện ở Mỹ. Đó là môi trường kinh doanh của họ rất là khắc nghiệt. Và đây là cái điều mà VinFast đã chuẩn bị rồi, và họ coi đó là những cái điều bình thường và thường xuyên xảy ra ở Mỹ. Thế nên là những cái thông tin trấn an như này có thể sẽ làm cho thị trường của chúng ta sẽ tích cực trở lại. Và nếu mà giả sử phiên thứ hai mà hồi phục trở lại ấy, thì có thể sẽ là những cái phiên hồi phục ngắn hạn, nhưng mà xu hướng để có thể ổn định trở lại
thì vẫn sẽ cần một cái thời gian tích lũy trở lại, sau đó mới có thể duy trì một cái đà tăng. Thế nên là việc mà chúng ta quyết định giải ngân ngay ấy, nếu mà phiên thứ hai hồi phục thì theo thầy đánh giá là chúng ta cũng chưa vội đâu. Khi mà thị trường của chúng ta giảm vốn lớn ấy, thì thông thường là sẽ cần thêm một cái thời gian tích lũy trở lại trước khi mà duy trì một đà tăng mới. Thế nên là hiện tại là theo thế đánh giá an toàn là các anh chị vẫn tiếp tục là quan sát nhé, an toàn là quan sát trong những cái phiên đầu tuần tới. Còn một cái kịch bản tiêu cực mà thế không mong muốn xảy ra trong dịp này, đó là thị trường của chúng ta tiếp tục giảm mạnh với khối lượng lớn và thủng cái ngưỡng 1075 1080 điểm này với cái khối lượng lớn, và áp lực bán có thể tiếp tục lan tỏa ra rất nhiều dòng cổ phiếu từ bất động sản, từ thép, từ chứng khoán. Thì như vậy đó là thị trường sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể cân bằng trở lại. Và việc khi mà thị trường giảm mạnh như thế thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thôi. Lưu ý với các anh chị, chúng ta phải chờ đợi và chúng ta cũng chưa vội tham gia thị trường trong ngắn hạn đâu. Còn nếu mà thị trường chúng ta biến động ở quanh vùng này với tích lũy, với cái khối lượng thấp thì sẽ là ok nhất. Nếu mà các anh chị chúng ta có thể là xem xét về cái biểu đồ hàng giờ thì chúng ta sẽ nhìn một cách rõ hơn để chúng ta có thể quan sát một cách rõ hơn. Đây, VinFast đã khẳng định là đúng không ạ? Thì chia sẻ với chị, đây là biểu đồ giờ mà chúng ta có thể xem xét VN Index. Thì đó là trong những ngắn hạn vừa qua thì chúng ta thấy rằng đây một cái nhịp VN Index của chúng ta, đây là một nhịp này đã có sự gọi là phân kỳ âm, khi mà điểm số vẫn tăng nhưng mà chỉ số của MACD thì chúng ta thấy không, đó là MACD đã có một cái xu hướng, đây là một cái xu hướng mà chúng ta thấy rằng đã có những sự phân kỳ. Thế nên là để mà xét về nến giờ thì sẽ nhanh hơn, khi đó thì chúng ta có những cái nét chuẩn bị một cách tốt hơn. Và ở vùng này thì đây là một cái phiên mà thấy rằng đó là phiên mà đã xác nhận phân kỳ ở phiên vào phiên chiều của thứ sáu vừa qua, thì cho thấy là thị trường sẽ mất nhiều thời gian hơn và MACD đang có xu hướng mở rộng. Thế nên là để khi nào mà chúng ta có thể tham gia trở lại nhanh nhất và tốt nhất thì đó là chúng ta nên chờ MACD có xu hướng, đó là cái đường chúng ta thấy rằng đường tín hiệu là cắt đường MACD đi lên này, đường tín hiệu cắt MACD đi lên, thì như vậy cái việc mà chúng ta tham gia với cái xác suất là sớm nhất và phù hợp nhất. Và hoặc là chúng ta thấy rằng xuất hiện những cái trạng thái gọi là phân kỳ dương tại những vùng này khi mà giá vẫn giảm và MACD có xu hướng hướng lên, thì đó là những cái vùng mà chúng ta sẽ chủ động chúng ta tham gia. Còn thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ theo dõi sát ở cái vùng 1075 cũng như là 1080 điểm trong những cái phiên sắp tới để chúng ta có những cái sự chuẩn bị và có những cái sự chủ động tốt nhất. Đây là vùng 1075 và 1080, thì chúng ta sẽ xem xét cái diễn biến của thị trường vùng này như nào, cũng như là cái sự tích cực của các dòng cổ phiếu đang dẫn dắt, cũng như là các dòng cổ phiếu có những cái trạng thái tích cực vừa qua như là dòng bất động sản, dòng thép là hai dòng mà có những cái trạng thái tích cực nhất của thị trường trong thời gian vừa qua, là có đủ cái thu hút được dòng tiền quay trở lại thị trường hay không và có đủ sức mạnh để đưa toàn thị trường đi lên hay không thì chúng ta sẽ xem xét ở trong những tuần sau. Bây giờ thì Thế sẽ qua chia sẻ với tất cả các anh chị về các dòng cổ phiếu, đó là Thế điểm qua với các anh chị về những cái diễn biến của thị trường trong thời gian vừa qua. Vừa qua thì chúng ta thấy rằng rất nhiều các cổ phiếu của dòng bất động sản chẳng hạn như là cổ phiếu CEO này, CEO đây là cũng là một cái cổ phiếu mà dừng rơi trước với thị trường chung. Chúng ta thấy rằng giai đoạn vừa qua thị trường chung rơi nhưng cổ phiếu CEO là có xu hướng tích lũy, có xu hướng tích lũy và không rơi cùng thị trường và sau đó hồi phục tăng. Thì thời gian tới ấy, thì chúng ta sẽ quan sát chặt chẽ những cái cổ phiếu như này, chẳng hạn như là CEO này của dòng bất động sản này, thì hiện tại là cái xu hướng áp lực bán cũng đã xuất hiện rồi, thì xu hướng là chúng ta sẽ chờ tích lũy với cái khối lượng thấp này. Hoặc các cổ phiếu chẳng hạn như đất xanh này, đây cũng là cái cổ phiếu mà trong ngắn hạn đây là một đà hồi phục khá tốt này, chúng ta thấy rằng MACD hướng lên này, đà hồi phục khá tốt và xu hướng cổ phiếu này ngắn hạn đang chịu áp lực bán, thì chúng ta sẽ xem xét thêm cái nhịp gọi là điều chỉnh rung lắc tại vùng này. Đây là những cái cổ phiếu mà tạo đáy trước thị trường chung ở trong thời gian vừa qua. Giả sử nếu một cổ phiếu điều chỉnh với khối lượng thấp và sau đó là cổ phiếu bắt đầu hồi phục tăng và duy trì đà tăng, thì tại những thời điểm này chúng ta sẽ tham gia một cách an toàn hơn.
Hoặc trong dòng bất động sản thì chúng ta thấy rằng có DIG. DIG rung lắc với cái khối lượng ở vùng này cũng khá là thấp này. Khi mà cổ phiếu giảm điểm với khối lượng lớn như này thì là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là cổ phiếu sẽ mất thời gian để đi lên nhé. Chúng ta vẫn sẽ quan sát thêm những cái nhịp điều chỉnh rung lắc cổ phiếu trong thời gian tới rồi mới quan sát là quyết định là chúng ta có tham gia hay không. Về dòng bất động sản thì có thêm các cổ phiếu chẳng hạn như là Novaland này. Novaland cũng thu hút tiền khá là tích cực, nhưng cái áp lực trong ngắn hạn thì đang xuất hiện, cái áp lực bán thì chúng ta vẫn phải chờ. Đó là cái sự cân bằng trở lại với cái khối lượng thấp thì lúc đó chúng ta mới quyết định là tham gia tại vùng này hay không. Còn nếu mà cổ phiếu mà giảm vốn lớn nhé thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta bỏ qua. HDC cũng vậy thôi, cũng đang chịu cái áp lực bán vào những cái phiên cuối tuần vừa qua và khối lượng cũng gia tăng so với mức trung bình. Nhìn chung ở vùng này là chúng ta phải chờ tích lũy trở lại với khối lượng thấp. Dòng thứ hai mà chúng ta sẽ quan sát đó là dòng về dòng thép. Dòng thép hiện tại ấy, có một cái điều mà Thế thấy rằng nếu mà xét về hiện tại là rất nhiều cổ phiếu dòng thép đang gặp những cái vùng kháng cự khá là mạnh. Đây là những cái vùng đỉnh cũ này. Đây là vùng đỉnh cũ với kháng cự khá là mạnh và với những cái diễn biến ngắn hạn như này. Và phiên cuối tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu dòng thép vẫn duy trì một cái đà tăng, chẳng hạn như là Nam Kim vẫn ở mức xanh nhưng mà khối lượng đang ở mức khá lớn mà lại gặp những cái vùng kháng cự này. Thì hiện tại giả sử các anh chị đang có và nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta có thể cân nhắc là chốt lời một phần và sau đó chúng ta sẽ chờ những cái nhịp tích lũy. Và để cổ phiếu có thể tăng được ấy, thì thông thường tích lũy trở lại với cái khối lượng thấp, lưu ý các anh chị nha, với khối lượng thấp. Còn khối lượng cao như này thì cái việc rủi ro cũng khá là lớn. Và cái vùng này ấy, là khi mà chạm những vùng kháng cự mạnh và nhiều ở vùng trước ấy, thì cái việc mà để cổ phiếu là lên ngay ấy, nó xác suất rất là thấp. Vì thông thường với kết hợp với giai đoạn của thị trường chung ở nhịp này thì theo Thế đánh giá là các anh chị sẽ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là sẽ quan sát thêm đối với cổ phiếu Hoa Sen cũng như là Nam Kim. Hoa Sen cũng vậy thôi. Hoa Sen thì chịu áp lực điều chỉnh những cái vùng này thì chúng ta thấy không? Nhiều anh chị cũng hỏi Thế là dòng thép đang mạnh thì chúng ta có thể tham gia được hay không. Thì thực sự chia sẻ với các anh chị là nếu mà chúng ta thấy rằng đây là những cái vùng mà cổ phiếu bằng thép đã tăng, bắt đầu tăng, và đến cái thời điểm hiện tại nếu mà chúng ta xét từ vùng nền đến cái vùng hiện tại là cổ phiếu ngành thép đã tăng được khoảng độ hơn 20% rồi, thì đây là một cái nhịp tăng khá là tốt ở trong ngắn hạn. Nếu mà để cổ phiếu tăng thêm một thời gian nữa cũng như là tăng lên mạnh nữa thì thông thường là sẽ có một cái nhịp tích lũy trở lại để có thể tăng tiếp. Và vấn đề là chúng ta cần phải thấy rằng đó là khối lượng thấp, còn cái vùng này là chúng ta tham gia sẽ bị chơi vơi. Chơi vơi là cái, nếu mà chúng ta tham gia vùng này để chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu có thể tăng ngay thì xác suất là chúng ta bị FOMO hơi là nhiều và có thể cổ phiếu sẽ điều chỉnh rồi mới tăng. Thì cái việc mà cổ phiếu có thể điều chỉnh từ 7-10%, thậm chí là điều chỉnh hơn một chút nữa, nếu mà chúng ta mua vùng này thì sẽ có những cái trạng thái rủi ro. Còn nếu mà để tích lũy tốt thì thông thường là khối lượng sẽ ở vùng thấp nhé, chứ vùng này là chúng ta sẽ không tham gia được. Hòa Phát thì có áp lực điều chỉnh mạnh hơn so với Hoa Sen và Nam Kim ở trong thời điểm hiện tại. Thì Hòa Phát cũng đang điều chỉnh với cái khối lượng lớn và cho thấy là cái áp lực bán đã bắt đầu xuất hiện đối với Hòa Phát thì có thể rung lắc và mất thời gian. Thì nhìn chung là mua mới thì là chúng ta sẽ phải chờ là thị trường cân bằng trở lại, chứ vùng này là chúng ta sẽ không mua được rồi. Đó là hai dòng chính của thị trường ở trong thời gian vừa qua, là những cái dòng mà thu hút dòng tiền khá là tốt cũng như là có những cái nhịp tăng khá là tốt và có dấu hiệu và có những cái tín hiệu tạo đáy trước thị trường chung ở trong nhịp vừa qua, nhưng cái nhịp này là chúng ta cần phải chờ đợi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ xem xét đối với dòng chứng khoán. Chứng khoán thì chúng ta có chẳng hạn như là SSI. SSI hiện tại thì cổ phiếu đã có một cái nhịp và xu hướng của SSI là đang chạm những cái vùng kháng cự cũ này, ngắn hạn đang có dấu hiệu áp lực bán ở trong ngắn hạn, thì xu hướng là sẽ cần thời gian điều chỉnh. Quan trọng anh chị thấy rằng đó là cái khối lượng thấp nhé thì sẽ ổn nhé, còn khối lượng hiện tại vẫn cao thì chúng ta theo dõi. HCM thì chịu áp lực điều chỉnh sâu hơn, khối lượng cũng gia tăng nhẹ so với mức trung bình, sẽ mất thời gian để chúng ta theo dõi. SHS thì hiện tại trong thời gian vừa qua, SHS là một trong ít cổ phiếu mà đặc biệt là trong dòng chứng khoán là một trong những cổ phiếu mà hồi phục khá mạnh. Nếu mà chúng ta xét từ vùng đáy lên vùng đỉnh của SHS thì cổ phiếu hồi phục hơn 40%. Một khách hàng của Thế cũng hỏi là em ơi có nên tham gia SHS tại vùng này hay không? Thì theo Thế đánh giá là vừa qua là cổ phiếu từ vùng đáy lên cái vùng hiện tại nó là 40% rồi.
nếu mà chúng ta tham gia tại cái vùng hiện tại nhé, đó là quanh vùng 17.5 đi, 17.5 18 ấy, thì chúng ta phải kỳ vọng ít nhất 20% trở lên. 20% trở lên thì chúng ta mới tham gia. Thì nhưng vấn đề là cổ phiếu đã tăng ngắn hạn là 40% rồi, mà để tăng 20% nữa thì đó là cổ phiếu sẽ phải tăng rất là mạnh, 60 đến 70% từ vùng đáy, và như vậy thì đó là cái xác suất rất là thấp và cổ phiếu lại chưa có nhịp tích lũy trở lại. Thế nên là thay vì là chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội đối với SS thì chúng ta nên gọi là chờ đợi, thay vì chúng ta mua FOMO ngay thì nên chúng ta nên chờ đợi và cổ phiếu mà tích lũy lại và hoặc là điều chỉnh trở lại với khối lượng thấp thì đó là những cái tín hiệu mà chúng ta mong muốn nhìn thấy và tín hiệu mà chúng ta cần có thể để chúng ta tham gia ở những cái thời gian tới. Nhưng hiện tại thì khối lượng vẫn cao thì các anh chị nên chờ đợi thêm nhé. Đối với dòng chứng khoán thì chúng ta nên chờ đợi thôi. SI, một số cổ phiếu CTS cũng bắt đầu chịu những cái áp lực điều chỉnh, AGR và những cái cổ phiếu dòng chứng khoán cũng vậy, áp lực chung là như vậy. Bên cạnh đó thì hiện tại chẳng hạn như vừa qua thì chúng ta xem bên dầu khí này, các cổ phiếu PVS này, PVD này cũng chịu áp lực bán vào phiên cuối tuần, và thông thường là chúng ta sẽ quan sát lại cái nhịp tích lũy trở lại vùng này. Quan trọng anh chị vẫn cần đó là khối lượng thấp nhé. Tích lũy trở lại thì đó là chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội mới. Vừa qua chẳng hạn như là đối với cổ phiếu EIB, lưu ý với các anh chị đó là vừa qua EIB thì thế cũng đã khuyến nghị các anh chị tham gia tại phiên này. Tuy nhiên là hiện tại thì cổ phiếu cũng đang có những cái dấu hiệu áp lực bán ở trong ngắn hạn, nhưng mà chưa đó là phá vỡ cái phiên gọi là cái phiên bùng nổ tại vùng này. Và cái thứ hai nữa, vừa qua cái vùng nền của EIB đó là cái vùng dưới này, thế nên đây là một phiên break khỏi nền. Nếu mà các điểm breakout mà có xác suất thành công cao mà cổ phiếu mà không bị vi phạm thì sau chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta nắm giữ được và chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp tăng sắp tới. Nhưng nếu mà cổ phiếu mà bị gãy cái vùng gọi là vùng hỗ trợ bên dưới này kết hợp với khối lượng lớn ấy, thì khả năng như vậy thì thị trường cũng sẽ rất là xấu và lúc đó thì chúng ta cũng phải đành chấp nhận thôi. Đạm Phú Mỹ trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu cũng đã hồi phục khá tốt, tích lũy trở lại và có những cái phiên tích cực đối với cổ phiếu Đạm Phú Mỹ. Tuy nhiên là cái áp lực bán cũng đã xảy ra, mặc dù là khối lượng là không quá lớn nhưng chúng ta thấy rằng cho thấy là cổ phiếu sẽ mất thời gian tích lũy ở vùng này. Chúng ta sẽ xem xét những cái nhịp tích lũy của Đạm Phú Mỹ ở trong thời gian vừa sắp tới. Nếu mà cổ phiếu này tích cực thì chúng ta nắm giữ, còn nếu mà cổ phiếu tiêu cực thì chúng ta chấp nhận, đó là chúng ta sẽ phải thoát ra. Vừa qua thì tỷ trọng của chúng ta vẫn ở mức thấp thì đó là những cái trạng thái bình thường. Lưu ý với các anh chị là tỷ trọng hiện tại an toàn ở trong thời điểm hiện tại thì theo thế đánh giá là các anh chị giữ tỷ trọng từ 30 hoặc là nếu mà lớn là 50% thôi. An toàn là các anh chị nắm tỷ trọng quanh vào 30% tỷ lệ cổ phiếu và chúng ta sẽ xem xét những cái nhịp điều chỉnh tích lũy lại của VN Index ở trong những tuần tới, đặc biệt là vào những cái phiên cuối tuần, xem diễn biến của thị trường ra sao và như thế nào để chúng ta đưa ra những cái quyết định đầu tư một cách tốt nhất. Dòng cảm biển HAH cũng bắt đầu những cái nhịp điều chỉnh, vốt cũng vậy. Dòng bất động sản khu công nghiệp thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn như ở GVR cũng đã có những cái biên độ biến động khá lớn vào cái phiên cuối tuần vừa qua, khối lượng cũng gia tăng, nhưng mà khi gặp vùng cản mà khối lượng lớn chịu áp lực bán như thế này thì theo thế đánh giá là thông thường là cổ phiếu sẽ mất cái thời gian để tích lũy trở lại. IDC cũng vậy nhá. KBC phiên ngày hôm trước có những trạng thái thu hút tiền khá tốt, tuy nhiên là chúng ta thấy rằng đó là cái áp lực bán cũng đã xảy ra vào phiên cuối tuần. Khối lượng là nếu mà cổ phiếu này mà duy trì đà tăng trở lại tích cực vào phiên thứ hai thì xác suất cổ phiếu vẫn có thể sẽ tiếp tục duy trì cái đà hồi phục tiếp và đà tăng tiếp. Nhưng mà nếu mà cổ phiếu mà chững lại phiên thứ hai không tăng nữa thì cổ phiếu sẽ mất nhiều thời gian để rung lắc và rũ bỏ. SSC vẫn duy trì một cái nhịp tăng, tuy nhiên là SSC có một điểm trừ, đó là cái điểm nổ này của SSC lại ở quanh những cái vùng kháng cự, quanh những cái vùng kháng cự khá là mạnh như này, thì đây là những cái vùng kháng cự mà thế thấy rằng là sẽ mất thời gian để có thể vượt qua. Về cái trạng thái cũng đang khá là tốt thì các anh chị cũng cần phải lưu ý nhé. Hiện tại chẳng hạn như là VN Index của chúng ta chưa vượt được đỉnh, nhưng tuy nhiên là SSC đã về quanh những vùng đỉnh cũ rồi, thì đó là những cái trạng thái mà chúng ta đây, chúng ta thấy ông VN Index ở đỉnh cũ ở 1250 cơ. Hiện tại thì SSC lại đã ở quanh những cái vùng đỉnh cũ rồi,
thì trạng thái như vậy thì có thể thời gian tới dòng bất động sản khu công nghiệp sẽ có những cái đòn bẩy cũng như là có những cái sự bứt phá tốt, thì chúng ta vẫn phải theo dõi chặt chẽ ở dòng này. Vâng, đó là thế điểm danh qua về một số cái dòng cổ phiếu tiêu biểu ở trong cái thời điểm hiện tại. Thì tổng kết lại thì theo thế đánh giá là hiện tại thị trường của chúng ta ngắn hạn đang chịu những cái áp lực bán, và với cái khối lượng cao này, thông thường cổ phiếu và thị trường của chúng ta sẽ cần thêm cái thời gian tích lũy điều chỉnh rung lắc trở lại. Đó là có thể là phiên thứ 2, phiên thứ 3 và phiên thứ 4 ở tuần tới, sau đó mới có thể duy trì được một cái đà tăng. Và các anh chị sẽ quan sát ở những phiên cuối tuần. Và cái tỷ trọng mà các anh chị an toàn ở trong nhịp này đó là quanh từ 30 hoặc là đến 50% thôi, nhưng an toàn là quanh 30% nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu. Và cái vùng hỗ trợ mà chúng ta cần phải quan sát đó là 1075 và 1080 điểm, đó là vùng hỗ trợ mạnh trong nhịp này, cũng là một cái chân của một cái cây cây nến bùng nổ theo đà vào ngày mùng 8 tháng 11 đúng không ạ? Nếu mà thị trường của chúng ta bị áp lực bán kèm theo cái khối lượng gia tăng, nhiều cổ phiếu đồng loạt bị giảm mạnh, thì đó thì thị trường của chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để tích lũy trở lại nữa, thì đó là cái kịch bản xấu mà chúng ta không mong muốn ở trong thời gian tới. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải theo dõi và xem xét. Đó là đôi nét mà Thế đã chia sẻ với các anh chị về thị trường chung cũng như là trạng thái của các dòng cổ phiếu ở trong thời điểm hiện tại. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi bản tin thị trường tuần từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 2023. Và xin chúc cho tất cả các anh chị của chúng ta đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt, và đặc biệt là các anh chị có những cái quyết định về cái tỷ trọng và cổ phiếu hợp lý ở trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những bản tin tiếp theo.